Wow, không có cầm bé hết. Nên chơi như thế nào đây? Tao chơi quen thuộc đi. Cứ pháo đã. Mình tại vì gần đây ngay cả cái đội hình quen, đội hình pháo vẫn có những cái mình có thể điều chỉnh mà. Thì mình sửa làm cái gì cho nó nhiều chuyện ra. Cảm giác nó nhanh đó nhỉ. 0.7 nó nhanh ghê. Nó ừ, đây mấu chốt, nó tốt. Nó như là mấu chốt của đội hình hiện tại của mình đó, thời không và pháo. Tao thói quen theo dõi những người khác thôi chứ thực chất ra bây giờ lúc này theo dõi đâu có ý nghĩa đâu, tại vì họ còn xoay bài, mọi người xoay bài mình cũng vậy thôi, đâu phải cái bài này ra đầu tiên lấy đâu, có mà dùng thôi chứ. Bộ đội thông thường à? Ừ. Ok, ừ. Vô cực kiếm tốt nè. Mình có thể tranh thủ nhìn nó một chút để ui chưa gì có mo rồi. Mình dùng tạm Gray trước đã. Mắt không hay tăng, nãy lại tăng thì tốt hơn. Nhớ thời không thì hơi mềm. Tăng đi, mình đủ đam rồi. Má này là thuận lợi này các bạn, mới vô là có cả pháo, cả thời không, đấu sĩ gì nào. Người nhà à, không được rồi, có ở đây hai mẹ. Chính vì có lịch sử những cái ván chơi mà roll mãi không ra tướng 2 sao cho nên là có lẽ là cho nên mình mới thấy là chơi cái kiểu như chờ nên xui với roll 2 tiền 3 tiền á, rủi ro. Có lý do mình lên cấp sớm. Nhưng mà đúng phải kết hợp kiểu lên cấp 8 này chứ không thì cũng hơi đuối. Ủa, đúng là ai cũng pháo hết nhỉ. Hy vọng Lucian né xuống đây, đừng chạy lên đây. 2 3 lướt xuống, ừ vậy đi. Thêm người thì nhìn thêm thời không đã, mình biết có thể thêm bạn này để có thêm cỗ máy chiến đấu cho hai anh kia. Ủa mới vô có mấy bạn này rồi. Tốt quá.
Thì tùy đó là thay đổi mà. Bây giờ đang có tướng không nên bán đi. Đấy. Ừ, may quá cậu này không đuổi theo, nếu mà đuổi theo là mình mệt rồi đấy. Đứng chỗ này đúng là bị tập kích vào đấy. Nguyên nhà. Tranh thủ mua thứ hai tiền để ra khả năng mấy bạn này. Tốt một chút. Giúp mắt hả? Mình cần găng đai lưng. Đai lưng tim băng. Thôi chọn đem đi. Găng tay, nó cung gỗ. Hay cho hàng trên nhỉ? Xem. Chơi đoạn gì đây? Tim băng. Ba ba một. Giờ còn bạn này xoay bánh bèo meo meo với tiền mặt, nhưng còn lưu lụt này này, bốn tiền phong này chắc phải chơi Janna rồi đấy. Này không không ngán, chưa đến nổi. Này là chính à, không tặc à thì đánh được. Phòng Chrono 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 Van Ga, Van Ga nhiều quá. Trời, thua rồi thôi. Cậu chót bảng ấy. À, chắc qua tiên phong này không nổi. Nó kỳ đấy. Đau thiệt những vòng này thì vậy. Nếu có hai vàng mình sẽ bán nhóm này đi, nhóm này nó là 7 vàng. Nó xếp à. Nó xếp.
À chết rồi, Vi thì không gắn. Bị ngơ rồi, trời ơi, đang ngon trớn tự nhiên này. Trời ơi, siêu công nghệ sao bỏ nhầm view ra, Vi view ra là sao? Bỏ nhầm rồi ơi. Thêm một lượt nữa đây. Trời ơi, sao tự nhiên mình đánh kỳ vậy? Ủa tự nhiên à, sao rồi? Trời, con nó bu nó đập. Giữ điểm thắng đó lên tiền thì mình mới có thể lên từ những cấp sau nhanh chứ bây giờ đánh tầm bậy vậy sao mà lên. Cái đội hình này bùi nhùi giống cái nãy, giống đội hình kia ta. Thì có thể lên bé cũng được, con gỗ cũng được. Bé cũng gỗ. Găng thì không, cái này không, cái này không. Chắc lấy con gỗ. Hai Shane và Riven. Mình thấy Cosmo này nó lâu quá rồi đấy. Đổi nha. Cái cảm giác mấy bạn này cứ lên cao cao thế nào nhỉ? Bị xông vào lên cao cao không? Mình thấy rất là lắng.
Con lên 7 thả thêm cái link vào đây. Bốn tiên phong này bắn qua nổi, có thêm trợ cho cây hồi máu nữa. Khó nhỉ, khó thật sự đấy. Bạn này tăng không nổi. Một cấp nữa có thể thêm vi vào hoặc là vừa rồi thêm vi tốt hơn nhỉ, thì không có làm gì đâu. Thêm vi vào hoặc là gì đấy. Thêm vi cái link vào nên cam kết link thôi, thành tốc đánh. Cái này không có cung xanh hay là gì đó bắn khó quá. Play. Cái này không qua hàng tăng được thì mặc vụ không nhỉ? Ừ, đâu có mặc vụ đâu. Có này, vừa nói xong có mặc vụ. Không có mặc vụ thì trời ơi, vừa nói xong nè, vừa nói xong trúng luôn đây mà nó nhảy vào đúng đầu xài thủ mình. May quá, dập cái đó chưa tới. Vừa nói không có mất vụ xong cái nó nhảy thẳng vào đầu. Trời ơi. Có viên xù. Bán hai bạn này được 39, nếu mà thắng thì bán đi. Mình có thể bổ sung mà được bạn này ở đây. 1 2 3 4. Không có thể đưa sen vào. Đưa sen vào đây. Trên với đây. Đủ 6 rồi nè. Ủa đứng kiểu này thằng này cứ đứng ngay cạnh. Được rồi, để rêu lên chặn lên đây chứ đứng ngay cạnh kia kéo về vậy đỡ không được. 265. Cái đội này phải ráng bơm lên chín rồi các bạn, kiếm nhanh na chứ đánh không xuyên được. Đánh không xuyên được mà đây có vút rồng với đấu sĩ nữa. Phong được, khó chơi quá. Cốc mo thì không lên 2 sao. Bán hai bạn này lên 7. Hoặc là bán bạn này đi đưa Victor vào. Là tăng cứng hơn đúng không? Một cấp nữa mình lên thì không có tiền bạc gì luôn á. Astro nữa. Trời ơi, toàn tiên phong không à. 9 cái này nó lại cần bạn này hơn này để. Ừ, vừa rồi Victor đã làm khá là tốt đấy, bán có vẻ như khá ổn. Cái thằng chịu không nổi, này không ra. Cái kiểu này chết. Cái này có kháng phép, có giáp này nọ rồi chứ mà đỡ không được. Với The Red nữa được. Cầm thêm viên xù đi.
Tôi là tám lá viên xù. Thăng thì có cho tạm mail file ta. Viên xù có bắn phép cho nên là hy vọng là mà phải xếp lại đội hình chứ đứng thế này. Nếu bây giờ lên tám mình hơi đuối. Nói thiệt là hơi đuối. Cho thêm lượt thì bạn này kẻ một cái thôi là đỡ đằng sau rồi. Chù trời. Tăng yếu quá. Phải che như vậy này để Cosmo đừng có đi lung tung. Nếu mà cần, nếu mà để được Cosmo thì phải bán bằng này đi. Ra mình cái Cosmo bắn đèn đó tốt á. Chơi 4 của máy chiến đấu này hoặc là 9, 6 của máy chiến đấu cũng được. Bỏ nó tên rồi hả? Lên 8 chơi 6 thôi không. Đứng đây định có mò không có đứng sát vô đối tượng bị kéo. Không giết được ai cho nên là cái dead play không làm được gì cả. Đỡ nè. Lên 8 đi rồi roll. 6 thời không mau phai dinh xù. Máy chiếu ở được đấy. Không có bùa đỏ này, máy này không có bùa đỏ nhưng mà đồ này sát thương rất là tốt rồi. Đứng gần quá chết mất, dập là trúng chết đó. Vẫn còn sát thương khác, hy vọng là cũng là đỡ. Ừ được. Đội này không chơi găng một lanh làm gì, cái này chỉ cho danh na thôi. À có bùa đỏ luôn, úi rồi có găng một lanh luôn. Lỡ rồi, phải lên cái bùa đỏ. Dead Blade phải cầm. Cầm cái này.
Vậy khó quá hả? Vậy khó quá hả? Khó thiệt á. Nếu mà không để chờ mà lên chín thì lâu quá. Chờ lên chín thì lâu quá nhưng mà đánh không lên được. Cái này thôi, làm lan làm gì đâu. Sao sống nổi 3 lượt nữa đây ta? Còn có thêm cái máy chiếu đúng không? Đây, gì không lo. Nước hả? Mát. Đánh hả? Cái này cho hàng tăng đi. Chân cũng không. Không chế thêm chút. Căng thẳng quá, cái này toàn chơi thế này. Đây rồi. Và na vào nữa ổn. Trên thử rết bạn này nữa được 8 từ không. Nhưng bây giờ không chơi 8 từ không nổi đâu. Trên 9 đem gần na vào. Này Vi nhỉ? Vi đi. Mình có thể mua hai người này. Ai biết rank hay gì không? Mặc vụ hay gì không? Bạn đã top 1 cái nãy. Bạn này 4 mythic 4 anh ghê nên không nổi. Cứng quá, cái này cứng quá. Bây giờ mình lên cái... chặn bonus damage, critical hit. Này lock choáng là 6 giây gì vậy. Eo ôi luôn á. Bùn đỏ đánh cái bạn này bù vào. Cái gì đây ta? Tiền. Wow. Bùn đỏ, bùn đỏ. Cho danh na đi.
Bùa đỏ. Cứ để gần na đi. Lốc ở đây cũng phiền lắm cho nên là không được rồi, đứng đây cũng không lại kéo về. Bạn này cái kháng phép cũng rất mạnh. Có ngộ không thì đỡ hơn. Đây, nhưng mà trở thành tiên phong thôi, siêu công nghệ. Ui, bên ba. Ừ, độ này có thể qua tiên phong. Ui, cái gì đây? Hai tiên phong, siêu công nghệ. Ừ. Cứ để xem sao đã, để coi một ván. Mình nói chung là có thể ăn được phần này. Đấy, Gana. Hủy diệt đội hình các bạn này liền. Gần này xúc hết bên kia về phía bên đó, để lại bên này tăng. Để mình nghĩ xem đã. Bắn đây đúng không? Đúng rồi. Làm phát chết luôn bạn này. Như vậy nghĩ đầu tiếp theo mình gặp bạn này. Cái này. Cái này cũng được, cái này đi, cái này cũng tốt. Cái đó gắn cho sen này. Khỏe tí lại tốt hơn. Tăng chiếm mạng. Vẫn kịp nhảy á. Trời đất. Do Vi ấy, Vi nhảy vào. Lần này mình chưa đủ để chặn đòn. Chắc phải đổi bên lại quá. Bạn này kéo vậy quá nguy hiểm đúng không? Đúng rồi. Phải đổi bên hoàn toàn đi.
3 sao hết rồi đúng không? Chờ bằng này thôi. Ừ, khiên giáp tốt đấy. Cái này phải nhắm làm sao để Vi không nhảy vào phía team mình là được. Và nó như làm gì chứ? Vi không nhảy vào chỗ tôi thôi nè. Nhưng mà cũng đúng, bạn mạnh thiệt. Đúng riêng ba thiệt.